Thông điệp trong thông cáo về sức khỏe của TBT Nguyễn Phú Trọng của Bộ Chính trị. Chiều ngày 18 tháng 7 năm 2024, Đảng, Nhà nước đã tổ chức lễ trao tặng huân chương sao vàng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Huân chương sao vàng là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc Đảng và Nhà nước trao tặng huân chương sao vàng cho Tổng Bí thư là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những công lao, đóng góp to lớn, đặc biệt xuất sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư. Đến nay, do yêu cầu cần phải tiếp tục ưu tiên dành thời gian để đồng chí Tổng Bí thư tập trung điều trị tích cực và để bảo đảm công tác điều hành chung của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, căn cứ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 13, trước mắt Bộ Chính trị phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn được Bộ Chính trị quy định. Bộ Chính trị kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu quan trọng, toàn diện mà đất nước ta đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân. Đây là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương phát thông cáo chính thức về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ vị trí cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam gần 13 năm, gần 27 năm là Ủy viên Bộ Chính trị. Ông là người giữ chức Tổng Bí thư lâu nhất kể từ năm 1976. Tổng Bí thư đang cần điều trị và không thể điều hành công việc của Đảng nên Bộ Chính trị phân công Ủy viên Bộ Chính trị Tô Lâm được phân công chủ trì công việc của Đảng thay cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian điều trị. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường đoàn kết, chung sức đồng lòng để nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra. Mặc dù sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang gặp vấn đề, nhưng Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có những chuẩn bị chu đáo để đảm bảo sự ổn định của đất nước. Do vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chung sức đồng lòng để vượt qua mọi khó khăn, thách thức,